Theo dòng sự kiện, nhận thấy rằng đa phần anh em đang rất mong chờ bọn mình làm một danh sách về các vị tướng có thể giúp cải thiện ở các mức rank thấp. Chính vì vậy, không để phụ lòng các viewer của mình, Capilming đã ngay lập tức lên một danh sách bao gồm các vị tướng dễ chơi, dễ trúng thưởng mà anh em kỹ năng thấp cũng có thể sử dụng một cách dễ dàng và không cần phải vận dụng quá nhiều điều phức tạp. Và chắc nói đến đây thì anh em cũng đang rất tò mò những cái tên nào sẽ xuất hiện rồi phải không? Theo những quan điểm của cá nhân sau quá trình trải nghiệm, Capilming đã tìm hiểu những vị tướng nào đang được sử dụng nhiều nhất ở các bậc rank thấp. Còn lý do tại sao lựa chọn thì vào trong video bọn mình sẽ nói rõ hơn nhé. Khoan đã, để video được bắt đầu, hãy nán lại vài giây để hoàn thành thủ tục trước đã. Đừng quên để lại tụi mình một like và một subscribe, ấn vào nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo sớm nhất khi tụi mình ra video mới nhé. Mọi thứ bây giờ sẽ đâu vào đấy, và bây giờ thì hãy ngồi xuống và cùng thưởng thức video ngay sau đây thôi. Đường trên là nơi đầu tiên được ghé thăm, nhưng bởi vì bậc thấp, anh em hãy ưu tiên những vị tướng dễ chơi, dễ vận hành lối chơi cùng team thay vì là những tướng có thiên hướng kỹ năng nhiều. Bọn mình biết rằng ở đây cái tôi thì ai cũng lớn và không ai là không muốn solo kill cả, nhưng anh nghĩ tới chiến thắng chứ đừng vì mải mê solo kill mà quên mất đi đồng đội của mình. Theo như chất tướng thì các vị tướng cần kỹ năng nhiều, nếu như solo kill thua sẽ trở nên cực kỳ thọt và không có tác dụng trong giai đoạn sau, cụ thể là các pha giao tranh tổng. Vậy nên sẽ không có gì lạ khi hai cái tên được lựa chọn là hai vị tướng tanh. Cái tên đầu tiên không còn quá xa lạ, nổi lên với lối chơi fit to win, và cho dù có fit nhiều đến đâu thì chỉ cần được farm thì giai đoạn về sau chắc chắn sẽ không khác gì một con quái vật thật sự với nội tại tăng máu, với khả năng tạo ra W và hiệu ứng khống chế liên tục khiến cho Sion chống chịu được hàng tá lượng sát thương cho các pha giao tranh tổng lớn, là một dàn chắn tuyến trước vững chắc để đồng đội phía sau thoải mái gây sát thương. Còn nếu anh em muốn tìm hiểu thêm về lối chơi của vị tướng này, có thể thông qua người chơi truyền cảm hứng hàng đầu, cụ thể là chúa tể phá trụ The Ball. Nếu các vị tướng đấu sĩ chinh phục là bảng ngọc thường được lựa chọn, thì đối với các vị tướng tài như Sion, quyền năng bất diệt giúp cho các vị tướng này có thể trao đổi chiếu thức tốt hơn, cũng như là tăng thêm phần cứng cáp theo thời gian của ván đấu. Nhưng trang bị thì Sion sẽ có chút đặc biệt hơn, khi không phải là rắc sò mà trái tim khổng thần mới là trang bị chấn phái của gã khổng lồ này. Đòn đánh thường được cộng hưởng từ quyền năng với trái tim khổng thần sẽ gây ra một lượng sát thương cực lớn lên các kẻ địch máu giấy. Tiếp theo đó là khiên thái dương bố tiến công để bổ cho thêm khả năng đẩy lẻ mạnh. Các trang bị còn lại anh em có thể cân nhắc như tim bằng, khiên bằng Randun, giáp gai, giáp thiên nhiên để Sion càng trâu bò hơn. Đến với vị tướng thứ hai như đề cập ở trên, tiếp nối Sion sẽ là Malphite. So với Sion thì Malphite được ưa chuộng bởi hòn đá cô đơn, sở hữu chiêu cuối dễ sử dụng, tầm lại rộng và thời gian hất tung lâu, giúp ích rất nhiều cho các pha giao tranh lớn. Khi các chủ lực tìm địch không còn tốc biến và khả năng né được chiêu cuối của Malphite thì gần như bằng không. Không như vậy, anh còn sở hữu khả năng làm chậm tốc độ đánh và cả tốc độ di chuyển trong mỗi chiêu thức của mình, khiến vị tướng này trở nên cực kỳ khó chịu mỗi khi đeo bám xạ thủ phía địch. Bên cạnh đó, bộ chiêu thức còn có cộng thêm giáp, nên hình ảnh một hòn đá cô đơn với hơn 500 giáp ở ngưỡng 2 trang bị có thể dễ được bắt gặp trong các trận đấu. Xạ thủ mà thấy thì chỉ có lắc đầu ngắn ngẩm mà thôi. Khá giống với Sion chất tướng tanh nên Malphite ưu tiên ngọc quyền năng bất diệt. Nhưng bù lại, hắn ta không cần tận dụng tối ưu trái tim khổng thần như Sion, nên việc Zaxxor là trang bị thần thoại được lựa chọn cho hòn đá cô đơn này cũng không có gì là lạ. Hoặc anh em có thể cân nhắc đổi sang găng tay băng giá cũng phù hợp nữa đây. Còn sau đó thì anh em có thể build full tank là được. Các trang bị có thể lựa chọn như khiên thái dương, tim băng, giáp gai, giáp thiên nhiên. Các tướng tank thì lối build không có quá nhiều đa dạng, nên anh em không cần phải suy nghĩ quá nhiều trong việc phải lên sao cho hợp lý đâu. Trang bị chống chịu thì cũng chỉ có nhiều đó mà thôi mà. Ragaz, một trong những vị tướng có độ đa dụng bậc nhất trong liên minh thoại, anh ta có khả năng giao tranh mạnh, khống chế tốt và di chuyển nhanh. Ragaz đi rừng là lựa chọn phổ biến với khả năng săn mục tiêu và gánh đẩy mạnh mẽ. Mặc dù không còn nằm trong beta nhưng Ragaz luôn là vị tướng đi rừng phù hợp cho anh em trong các trận đấu xếp hạng đơn, bởi bộ chiêu thức có khả năng dồn sát thương khủng, có thể cấu rỉa vô cùng khó chịu, lại còn mang đến độ bộ đột biến cao khi hất tung được chủ lực tìm địch về với chiêu cuối thùng rượu nổ. Với tính chất ở rank thấp là đánh nhau liên tục và từ đó tận dụng lợi thế về các mạng ả gục để snowball ván đấu thì không có gì phù hợp hơn là Ragaz và thu thập hắc ám. Gã mộng rượu này có thể thăng tiến sức mạnh rất tốt theo thời gian. Việc tích càng nhiều stack khiến cho lượng sát thương anh em trở nên cực kỳ khủng khiếp ở giai đoạn giữa và cuối. Bộ trang bị anh em ưu tiên cho mình lưỡi hai bóng đêm đầu tiên ở trang bị thần thoại. Tiếp đó là ngọn lửa hắc hóa nếu cần thêm lượng sát thương, hoặc đồng hồ cát Zonia nếu như bạn sợ bị sốc sát thương. Còn lại thì là chuyện hư vô và mũi phù thủy Rabadon. Tuy nhiên thêm một lưu nhỏ cho anh em, với Ragaz full sức mạnh phép thuật thế này, lượng máu sẽ tương đối mỏng manh, nên việc canh thời điểm lao vào sao cho hợp lý để không phải nằm xuống quá nhanh là điều cần được lưu tâm đấy nhá. Rep là một vị tướng có khả năng gây sát thương cao và di chuyển linh hoạt trong vai trò săn mồi và gây sát thương từ xa.
anh ta có khả năng tạo ra sát thương lớn nhờ vào kỹ năng và sát thương chuẩn của mình. Grip có khả năng bắn đạn nhanh chóng với khẩu súng hai nòng, gây sát thương hàng loạt cho đối thủ trong thời gian ngắn. Đồng thời anh ta cũng có khả năng tự bảo vệ cao nhờ một phép chống đạn và khả năng né đòn tấn công của đối thủ. Grip luôn được ưa chuộng ở vị trí đi rừng bởi khả năng clear rừng không tốn quá nhiều máu và thời gian farm lại tương đối nhanh, khiến việc anh đi gank hoặc xâm lăng rừng từ đó cũng dễ dàng hơn. Có hai lựa chọn về bảng ngọc với lối chơi Grip. Nếu team địch có nhiều vị tướng máu giấy, anh em có thể lựa chọn thuộc tập hắc ám để biến các phát bắn của Grip trở nên uy lực hơn. Còn nếu team địch có nhiều chống chịu và các vị tướng có nhiều chú tức khống chế, thì bước chân thần tốc sẽ phù hợp hơn để tăng thêm khả năng hồi phục và tốc độ di chuyển để thả diều đối thủ. Đòn đánh của Grip mang lại một lượng sát thương đáng kể. Phong cách chơi Grip sát lực là một lựa chọn phổ biến được nhiều người ưa thích và sử dụng trong các trận đấu và leo rank xếp hạng, bởi vì Grip có khả năng gây sát thương cực kỳ khủng khiếp, có thể đánh bại đối thủ chỉ trong một combo duy nhất. Vậy nên kiếm Mayomu là trang bị thần thoại thay cho dạ kiếm cũng là một phần do nó đã bị nerf phiên bản vừa qua. Hoặc anh em có thể thay thế bằng Nguyệt Đao tùy theo tình hình của ban đấu. Súng hải tặc, diều đen, nỏ thần Dominic, huyết kiếm là các trang bị còn lại để hoàn thành full trang bị sát thương cho vị tướng này. Thật sự là Tristana đang quá mạnh ở điểm hiện tại, mặc dù bị nớp đôi chút thì như vậy là không hề ấn gì với cô nàng xạ thủ Yodo này. Cô nàng này vẫn đang giữ một mức tỷ thắng cực cao và khuấy đảo các trận đấu xếp hạng đơn, trong đó chủ yếu là bậc rank thấp. Vị tướng đã trở lại sau khi meta giao điện làm chủ tất cả, nhưng đến bây giờ khi mà giao điện bị nớp thảm hại thì sức mạnh của nàng này vẫn đang không có chút nào bị suy giảm. Tristana là một con quái vật giai đoạn đi đường với khả năng dọn lính khủng từ nội tại, tích tài nguyên sớm và sâu sát thương cực nhanh, thỏa mãn điều kiện là đè đường sớm với thủ để lấy lợi thế. Ngoài ra Tristana còn là một chiến thần trong việc bảo công trình với bọc thuốc súng, nên là cứ để hở ra, cô đằng này để lẻ là kiểu gì cũng banh hết cả giàn trụ chống gắng tấc mà thôi. Có đến 3 bảng ngọc anh em thể lựa chọn với Tristana gồm mưa kiếm, nhịp độ chết người và sẵn sàng tấn công. Nhưng theo quan điểm cá nhân của mình, bảng ngọc mưa kiếm là lựa chọn phù hợp nhất với Tristana, đảm bảo cô nàng tăng tốc đánh và khả năng gây sát thương nhanh và mạnh trong khoảng thời gian ngắn. Với Tristana, các bạn cần tập trung vào các yếu tố gồm tốc đánh, chí mạng, tầm đánh xa và khả năng hồi máu. Chỉ cần trang bị các món đáp ứng những tiêu chí này, cô nàng có thể chinh chiến liên tục và không sợ mất sức, có thể kể đến những bốc diệt thủy quái, đoạn đao Navori, đại bang lên thành. Tuy nhiên, khi đối thủ có nhiều tướng tanh châu bò như Mundo, Zac hay Malphite, thì Tristana cần một loại vũ khí đặc biệt để có thể chống trả và an toàn. Do đó, nỏ thần Dominic là một món đồ vô cùng hữu hiệu với phần trăm xuyên giáp. Cuối cùng thì sẽ một trang bị hồi phục để Tristana trụ loại giao tranh tốt hơn, và huyết kiếm chắc chắn là cái tên được nhắc đến. Lissandra là một tướng có sức mạnh mạnh mẽ trong vai trò pháp sư với khả năng đa dụng ở mọi meta. Sự hứa với bộ kỹ năng đặc biệt có khả năng tạo ra sát thương lớn và khống chế mục tiêu một cách hiệu quả. Đặc biệt hơn, với được bắp sức mạnh từ phiên bản trước đã khiến cho nhiều khả năng tận dụng việc đi rua của cô nàng này trở lại mạnh mẽ hơn so với trước, đồng thời cũng có thể tự bảo vệ thoát khỏi các tình huống nguy hiểm. Do đó phù thủy băng giá rất hay được sử dụng cho các trận đấu cấp cao và thi đấu chuyên nghiệp. Không chỉ vậy, Lissandra luôn được yêu thích trong các trận đấu xếp hạng bởi chất tướng dễ chơi, dễ trúng thưởng. Chỉ cần có mạng xanh sao từ sớm, một bộ combo của cô nàng này có thể tạo ra lượng sát thương vô cùng khủng khiếp. Lissandra là một tướng pháp sư có khả năng khống chế và gây sát thương cao, vì thế bảng ngọc Lissandra sốc điện sẽ tăng cường khả năng cấu rỉa và dồn sát thương của cô lên các mục tiêu. Ngoài ra hãy tận dụng bảng ngọc này để đẩy lên nhanh hơn và đi roam hỗ trợ đồng đội, từ đó sẽ dễ cho anh em trong trường việc lên đồ. Với Lissandra, việc lựa chọn giày pháp sư là một lựa chọn khởi đầu tốt. Trang bị thần thoại băng trượng vĩ cửu cũng rất hữu ích với khả năng làm chậm và trói chân đối thủ. Nếu làm chuẩn chỉ cả bộ combo, anh em có thể giữ chân kẻ địch trong một thời gian rất lâu với cả W và R và băng trượng vĩ cửu đều có hiệu ứng khống chế. Tuy nhiên, nếu muốn tăng thêm sát thương, anh em có thể cân nhắc đổi sang bão tố Loden để làm trang bị thần thoại, giúp cho Lissandra trở nên mạnh mẽ hơn từ giai đoạn đi đường cho đến cuối game. Nó cải thiện độ cơ động, khả năng dọn dẹp lính và gây sát thương mạnh hơn. Ngoài ra, cho phép Lissandra đảo đường và tham gia gánh hiệu quả. Tiếp theo đó, anh em cứ lấy sức mạnh phép thuật cho mình với ngọn lửa hắc hóa, rồi đến đồng hồ cát Zonia để mỗi khi lao vào với E, anh em có thể câu thêm một chút thời gian cho đồng đội đến. Sau đó là ngũ thủy Rabadon và trượng hư vô. Miss Fortune là một xạ thủ không được đánh giá quá cao trong một meta có quá nhiều xạ thủ nổi bật như Zeri, Saya hay là Kai'Sa. Khác với các xạ thủ kể trên, Miss Fortune không đánh tay quá nhiều, hầu như lượng sát thương ổn định mà cô có thể gây ra được chủ yếu nhờ vào bộ chiêu thức của mình, trong đó quan trọng nhất vẫn là chiêu cuối, báo đạn. Ngoài ra tầm sử dụng của chiêu quậy khá xa, giúp cho cô nàng này tập trung vào việc gây sát thương từ khoảng cách an toàn để tiêu diệt kẻ thù. Hơn hết, lượng tốc độ di chuyển cộng thêm giúp cho cô có mặt nhanh hơn ở các điểm nóng trên bản đồ để kịp thời hỗ trợ đồng đội. Chính điều này cũng giúp cho Miss Fortune tăng thêm phần cơ động.
Để tận dụng sức mạnh của Miss Fortune trong vai trò xạ thủ, cần sử dụng bảng ngọc phù hợp theo đó lối chơi xạ thủ truyền thống. Bảng ngọc Miss Fortune sẵn sàng tấn công hoặc nhịp độ trên người là lựa chọn phù hợp trong lối chơi của nàng này. Những lối chơi của nàng này cũng khá đa dạng, nghe em có thể chuyển sang sát lực với thiên thạch bí ẩn hoặc thu thập hắc ám để tăng thêm khả năng cấu rỉa, đồng thời dồn sát thương hiệu quả hơn. Lối chơi này cũng mạnh không kém gì đâu đấy. Còn về phần trang bị, Miss Fortune có hai hướng lên đồ chính để người chơi lựa chọn. Cách đầu tiên là theo phong cách xạ thủ truyền thống. Với việc sử dụng các món đồ chí mạng và tốc độ đánh, lên đồ, Miss Fortune theo phong cách này giúp cho cô nàng tăng sát thương theo thời gian một cách ổn định, bằng các đòn đánh tay chất lượng và không quá phụ thuộc vào chiều cuối võ đạn. Cách thứ hai là tập trung vào lối chơi sát lực của Miss Fortune để tăng cường khả năng gây sát thương với những cú võ đạn. Bằng cách này, Miss Fortune tập trung chủ yếu vào việc gây sốc đàm, từ đó tiêu diệt kẻ địch hiệu quả và nhanh chóng. Tuy nhiên gần đây, một số người chơi đã sáng tạo ra sự kết hợp của cả hai lối build này, vừa mạnh lại vừa tận dụng được tối đa những gì cô nàng này có. Ở lối chơi mới này, Miss Fortune sẽ mang cho mình đó đòn phủ đầu để tăng thêm lượng sát thương cũng như làm kinh tế từ bảng ngọc. Về phần trang bị thì khởi đầu vẫn là mẫu diệt thì quái cùng dây cùng nộ, nhưng một trang bị thần thoại sẽ là kiếm Mayomu để vừa có thêm lượng tốc độ di chuyển, vừa có thêm sát thương từ sát lực. Tiếp theo đó là súng hải tặc, thương phục hận. Món cuối là trang bị có tiên năng phòng thủ, áo trong bóng đêm hoặc giáp thiên thần. Là hai cái tên anh em có thể cân nhắc thêm ở danh sách nhé. Là một trong những dạng thủ có khả năng càn vào mạnh mẽ giống như Samira, nhưng bộ chiêu thức lại dễ vận hành hơn khá nhiều. Nila là lựa chọn phù hợp cho lối chơi va chạm liên tục ở các bậc rank thấp. Nila sở hữu sức mạnh từ nội tại, có thể nói Nila là một trong những xạ thủ cơ động bậc nhất của Liên Minh Huyền Thoại. Đồng thời cô nàng này còn có thể bảo vệ, hồi máu và skill cho đồng đội trong khi đi đường. Hình ảnh một Nila lao vào giữa vòng vây tiệm địch và sử dụng chiêu cuối hút được nhiều thành viên, tạo tiền đề để đồng đội có thể lao vào càn quét hết tất cả, đã trở thành thương hiệu của nàng này. Như đã nêu ở trên, Nila sở hữu bộ kỹ năng thiên về khả năng bắp hồi phục cho team, do đó bảng ngọc Nila chú trọng vào khả năng gây sát thương để cô nàng có thể mạnh dạn khi tấn công hay cấu rỉa mục tiêu hoặc đón nước chắn và là chinh phục. Tiếp nối với lối lên trang bị, với sự cơ động vốn có, các bạn sẽ không cần quá đến những trang bị như cung phong linh hay móc diệt thủy quái. Do đó xét về trang bị thần thoại, nỏ từ thủ là món đồ thích hợp nhất cho cô nàng này, đặc biệt khi phải thường xuyên tham gia vào giao tranh cũng như giảm đi trường hợp bị sốc sát thương và bốc hơi. Sau đó đoạn đao Navori là trang bị thần thoại thích hợp cho cô nàng. Tuy nhiên đối với anh em, dìu mãng xà là một lựa chọn không hề tồi khi giúp Nila tăng thêm khả năng đẩy lính nhờ vào hiệu ứng tốt với sức mạnh nội tại. Ngoài ra nỏ thần Dominic, huyết kiếm, súng hải tặc cũng bổ sung rất tốt sức mạnh cho Nila. Cuối cùng huyết kiếm và giáp tinh thần là một trong hai món đồ phòng thủ cần thiết bên cạnh dây cùng nộ. Và cả phần mình biết rằng ở các mức rank thấp để có thể chơi các hỗ trợ bắp hay mở giao tranh là điều không hề dễ dàng. Bởi bạn không thể tin tưởng được vào kỹ năng của các người đồng đội và chính bạn phải là người gánh team, phải là nguồn sát thương chính cho dù vai trò hỗ trợ. Và sau khi trải nghiệm, mình cũng nhận ra điều đó và đem đến hai quân bài gánh team cực kỳ uy tín cho anh em dưới đây. Quay trở lại mạnh mẽ khi được nhận bắp khủng từ Riot Games, Zyra thì đã có chỗ đứng hơn ở đường dưới và khả năng làm ảo thuật từ bộ chiêu thức sát thương phép, vừa có hiệu ứng khống chế vừa có thể góc đối thủ tốt. Cô trở thành một nguồn sát thương đáng gờm trong đội hình và để tối đa hóa hiệu quả của việc trao đổi chiêu thức giai đoạn đi đường, ngọc tinh thạch bí ẩn là lựa chọn phù hợp để tăng cường khả năng này. Bên cạnh đó, cần lưu ý rằng cô khá mỏng và kém cơ động, do đó cần tập trung vào việc tăng sát thương theo thời gian với mặt nạ thống khổ Landry và ưu tiên đồng hồ cát Zonia để sống sót trước những đợt tấn công của kẻ địch. Đặc biệt với chất tướng khá mỏng manh, việc chú trọng các trang bị tăng máu để cô trở nên cứng cáp hơn như mũ trụ nguyên rủa, trượng phaler Ryland, quỷ tứ Moiro vừa tạo ra sự khó chịu với khả năng làm chậm và bị gây sát thương liên tục. Cứ vô giao tranh mà chọn combo của nàng này, kiểu gì cũng phải về nhà hồi phục mà thôi. Giống như Zera, nhờ vào đợt bắp sức mạnh của Riot Games, Serat cũng đã dần trở lại và được sử dụng nhiều hơn với vai trò một pháp sư có năng lực cấu rỉa và làm choáng đối thủ trên một phạm vi khá rộng, và không phải đối thủ nào cũng có thể dễ dàng chịu đựng trước những tuyệt chiêu như thế. Chính vì vậy, người sử dụng Serat cũng phải có kỹ năng thật vững vàng, biết cách bảo vệ được vị trí cũng như giao tranh tốt. Chỉ có như vậy, những kỹ năng đặc biệt của Serat mới được phát huy tối đa sức mạnh. Điều này không hề dễ dàng bởi bộ chiêu thức của Serat chủ yếu là kỹ năng định hướng và rất dễ bị hụt nếu như anh em nhắm không kỹ. Hình ảnh một Serat cấp 16 bật chiêu cuối bắn 3 phát sang thủ tiêm địch bay màu đã ăn sâu vào trong tiềm thức của người chơi Liên Minh Huyền Thoại. Chính là vì là một pháp sư chuyên đường giữa và hỗ trợ cho team, vì vậy để tối ưu lượng sát thương từ việc cấu rỉa, anh em có thể cân nhắc hai bảo ngọc đó là đòn phủ đầu hoặc cái thiên thạch bí ẩn để giúp bạn đi đường trở nên dễ thở hơn. Lên đồ thì khá dễ, thứ tự sẽ bão tố Luden, giày pháp sư, ngọn lửa hắc hóa, đường một Canzonia, trượng hư vô, hoặc có thể sẽ đổi sang mũ thủy đội Biden bởi Serat support, bởi Serat ở vị trí support đã bị chiếm mất một slot ở trang bị hỗ trợ mất rồi. Hoặc nếu xanh sao từ sớm, anh em thể chơi lớn lên thẳng sách chi hồn mê dài để lượng sát thương đột biến hơn nhá. Vậy là cuối cùng những cái tên dễ leo rank bậc rank thấp đã được xuất hiện trong video cả rồi. Đây đều là những quân bài đã và đang được đánh giá rất cao thể hiện tại, vừa phù hợp với lối chơi đánh nhau liên tục, vừa dễ chơi dễ trúng thưởng mà không cần quá cầu kỳ phức tạp.
Anh em cảm thấy như thế nào với những vị đường trên? Hãy để lại suy nghĩ ở bên dưới phần bình luận cho bọn mình được biết với nhé. Thì trước khi rời đi, cà phê mình muốn nhắc các bạn rằng các giải đấu huyền thoại hàng đầu trên khắp thế giới đang diễn ra sôi nổi ở những giai đoạn cuối cùng để tìm ra chân dung của những tấm vé đến với chung kết thế giới. Chính vì vậy, đừng quên theo dõi và ủng hộ đội tuyển mình yêu thích. Ngoài ra, nếu thấy video trên hay, đừng quên để lại bọn mình một like và đừng ngại subscribe để đoán tốt hơn nhé. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video thú vị tiếp theo nhé.